Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Phía bắc thành phố ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Phía nam thành phố ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.